đi nhá.
nó bé đi, trong Hà Nội cũng nghĩ là cái đấy của Phúc lại không thích cái xe cụt cụt. Bản thân xe nào xe mình đi dần là quen mà. Xe cụt cụt thì lái nó dễ. Mình cứ đi có xe nó ngắn luôn đi. Sau này nó không phải bỏ bằng được cái này. Lúc đầu mình như kiểu bố cứ đi những cái xe là ít tiền trước, nhưng mà là xe mới tinh chứ không có đi xe cũ. Sau mình cứ đi dần nâng dần lên đấy. Đang ở đâu?